Hôm nay là ngày lễ hội của trường. Peppa rất thích tham gia buổi lễ. Đây là các bạn của Peppa: mèo Candy, cụ Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Chào các bạn. Chào Peppa. Mình rất thích ngày hội của trường. Mình cũng vậy. Các cậu thích gì nhất? Là trò vẽ mặt á. Mình thì thích bong bóng nhất. Còn mình thì thích lâu đài hai nhất. Mình thích tất cả. Một lựa chọn tốt đó Peppa. Lát nữa gặp lại nha Peppa. Lát nữa gặp lại. George, con thích gì nhất hả con? Khủng long. Ôi trời, ở chỗ này không có khủng long cho con đâu George. Có thể chúng ta sẽ tìm được một chú khủng long bong bóng. Anh có chắc ở đây có bong bóng khủng long không heo ba? Anh chắc chắn là có. Con và chó có thể đi vẽ mặt được không hả ba? Tất nhiên rồi. Cô thỏ vẽ cho các bạn của Peppa thành những chú hổ. Xong rồi đó Suzy. Bây giờ con giống một nàng hổ rồi. Con cảm ơn cô thỏ nhiều. Wow. Mình thích hình vẽ của bạn Suzy. Bạn là một chú mèo đúng không? Không. Mình là một nàng hổ. Peppa, con có muốn vẽ mặt hay không? Dạ có. Con muốn làm một chú voi. Không được. Cô không biết cách vẽ con voi rồi. Cô có thể vẽ hổ thôi. Dạ được. Cô vẽ được không cô? Được rồi đó Peppa. Con đã là một nàng hổ rồi. Mình là một con hổ. George, con muốn trở thành gì nè? Khủng long. Là khủng long sao? Hay là hổ đi được không? Cô rất giỏi vẽ hổ. Chị là hổ nè. Mình cũng vậy. Miau. Hổ đâu có sữa gâu gâu. Sao cậu biết vậy? Vì hổ là một chú mèo lớn mà. Miau. Và mình là mèo. Candy, cậu chỉ tụi mình cách làm hổ được không? Được thôi. Hổ sẽ rình rập con mồi từ từ như vậy nè. Sau đó sẽ nhảy ra. Và hổ thích tự liếm sạch toàn thân của mình. Nhưng hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là. Xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó coi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đây? Khủng long. Phải rồi, chúng ta phải tìm bong bóng khủng long cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương. Chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được. Tôi có rất nhiều màu nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình do được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo. Bong bóng sư tử. Bong bóng khỉ con. Bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi, chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Ôi trời ơi, hiện giờ tôi không có cái bong bóng khủng long nào hết. Làm sao đây heo ba? Ồ. Chó con đừng khóc nữa. Bà có một ý này. Tôi lấy hai cái bong bóng dài được không cô? Được rồi, mọi người hãy xem đây. Heo ba đang làm cái gì với cái bong bóng dài vậy cả? Xong, mọi người đoán được đây là gì không? Có phải là kangaroo không ạ? Không, nó là... Khủng long. Đúng rồi, một chú khủng long. Heo ba đã làm một chú khủng long từ bong bóng. Khủng long. Chúng ta đến lâu đài chơi đi. Peppa rất thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Mọi người đều thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Đây là ngày hội trường tuyệt vời nhất. Săn báo vật. Hôm nay heo bà và heo ông làm trò săn báo vật cho Peppa và George chơi. Heo bà thì đang vẽ bản đồ kho báu, trong khi đó heo ông thì chôn báu vật ở một chỗ bí mật trong giường. Heo ông ơi, ông làm xong chưa? Peppa và George sắp tới rồi đó ông à. Bà không cần phải lo, bà yên tâm đi. Peppa và người nhà đã tới.
Nhanh lên đi, heo ông ơi. Chúng tới rồi nè. Ồ, sắp xong rồi. Cũng may heo ông vừa hoàn thành kịp lúc. Đây là xong rồi. Con chào bà. Tụi con tới rồi. Con chào bà. Chào các cháu yêu quý của bà. Con chào ông. Con chào ông. Ồ, chào mấy đứa nha. Hãy đi theo. Theo mũi tên hả ông? Cây ghép thành mũi tên. Nhìn kìa, nó chỉ đi hướng này. Peppa và George nhanh chóng đi theo mũi tên. Nhìn kìa George, một cái chìa khóa. Peppa đã tìm thấy manh mối tiếp theo. Một cái chìa khóa. Làm tốt lắm Peppa. Bây giờ con chỉ cần tìm hòm kho báu nữa thôi, rồi mở nó ra là được. Nhưng con không cần manh mối nào để tìm nữa. Chắc là con nên nhìn lại bản đồ một lần nữa. Coi đi Peppa, bản đồ có vẽ hai cây táo nè con. Ở đây có một cây táo nè. Ở bên này cũng có một cây táo. Nên chắc chắn kho báu sẽ ở đây. Nào thử xem nào. Ôi trời, ở đây hình như không có gì hết con à. À khoan đã, có gì đó ở đây nè. Wow, kho báu. Wow. Con giỏi lắm. Con có chìa khóa để mở ra nè. Wow, thật không thể tin được. Những đồng tiền vàng, chắc là chúng rất đáng giá đây. Chúng còn hơn như vậy nữa. Chúng không phải là những đồng tiền vàng bình thường. Chúng là những đồng tiền vàng sô-cô-la. Và ở đây có đủ đồng tiền vàng sô-cô-la cho tất cả mọi người. Peppa và George rất thích những đồng sô-cô-la. Mỗi người đều thích đồng sô-cô-la. Ông ơi, bà ơi, đây là cuộc săn tìm kho báu tuyệt nhất. Quần áo. Một hôm Peppa và George đang chơi trong phòng của ba mẹ mình. Cái gì đây? Và Peppa tìm được một thùng đựng quần áo cũ. Wow, đây là nón của ba nè. Còn đây là váy của mẹ. George, chúng ta mặc vào rồi chơi vào đóng giả ba mẹ đi em. Em đội nón của ba nha. Và mặc áo khoác của ba luôn. Xin chào heo ba. Giờ tới lượt chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heo ba ơi, giày của heo ba đâu rồi?
giờ chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. À ha. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con Rót. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. Rót. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Đi thôi heo ba, tới lúc anh làm việc rồi. Tạm biệt heo mẹ và heo ba nha. Tạm biệt. Lúc đó heo ba đang đào hố trong sân. Chào con Peppa, chào con Cho. Con không phải Peppa, con là heo mẹ. Và đây là heo ba. Hôm nay heo ba tới đây để làm việc. Anh thật là siêng năng đó heo ba. Nhưng hãy cẩn thận, cái hố này rất là sâu. Và mong là heo ba không phải đang mặc bộ đồ đẹp nhất để làm công việc đào hố. Mình cũng muốn rống một tiếng lớn như vậy. Có kem đây mọi người. Kem kìa. Peppa, Rót, hai con cần phải bỏ bộ đồ dính bùn trước khi ăn nha. Con là heo mẹ và đây là heo ba. Có chắc không? Dạ chắc. Vậy Peppa và Rót đâu rồi? Con không biết. Vậy thì tiếc quá, chỉ có món kem chúng thích nhất ở đây nè. Nếu không tìm ra chúng thì... Con đây nè. Peppa, Rót, các con đây rồi. Dạ phải thưa mẹ, tụi con chỉ giả làm ba mẹ một chút thôi. Con đã lừa được ba mẹ ha. Nàng tiên răng. Peppa và George đang ngồi ăn món mà mình thích nhất, món mì ống. Thật là nhiều tiếng động. Con ăn xong rồi. Bây giờ thì được yên tĩnh rồi. Cái gì vậy? Là một cái răng. Nó đâu ra vậy ba? Peppa, có lẽ con nên nhìn vào trong gương đi. Đó là răng của con. Nó rơi ra rồi. Con đừng lo Peppa, chỉ là răng sữa thôi. Rụng là bình thường. Con có mọc ra cái răng mới không mẹ? Có, con đừng có lo Peppa. Nó cũng có nghĩa là nàng tiên răng sẽ tới thăm con đó Peppa. Nàng tiên răng là sao? Đúng là nàng tiên răng. Nếu tối nay con đặt cái răng ở dưới gối của mình, vậy thì nàng tiên răng sẽ tới. Nàng tiên răng sẽ lấy cái răng đó và đổi lại, tiên răng sẽ để lại một đồng tiền. Khi lớn lên, con muốn trở thành một nàng tiên răng. Còn con muốn trở thành gì khi lớn lên hả, George? Không quá làm. Một chú khủng long à. Nhanh lên, George. Tới giờ đi ngủ rồi. Chúng ta cùng đợi nàng tiên răng tới.
Trước khi lên giường ngủ, Peppa và George phải chà răng của mình. Peppa, con đang làm gì vậy? Con đang chà răng của mình. Nó phải thật sạch sẽ, vì nàng tiên răng sẽ lấy nó. Peppa rất nóng lòng lên giường mình. Rồi Peppa cũng để răng của mình ở dưới gối cho nàng tiên răng. Ngủ ngon Peppa và George. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha hai chú heo nhỏ. Chó, chị sẽ không ngủ đâu. Hai chúng ta phải thức cả đêm nha. Chúng ta phải đợi nàng tiên răng. Sao mà lâu quá vậy nè? Nàng tiên răng chắc mất rất nhiều thời gian để tới đây. Nàng tiên răng đâu rồi ta? Âm thanh gì vậy? Có phải là nàng tiên răng không? Chót, em nghe thấy gì không? Ôi chót. Âm thanh là của chót. Cậu ấy mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Em chót đúng là không dở thức khuya cho lắm. Nhưng mình thì có. Mình sẽ ráng thức đến khi nàng tiên răng tới. Mình không có ngủ đâu. Bây giờ nàng tiên răng đã tới rồi. Nhưng Peppa đã ngủ mất rồi. Xin chào Peppa. Cậu có muốn đổi đồng tiền này với răng của cậu không? Thật là một cái răng sạch sẽ. Cảm ơn Peppa. Chúc ngủ ngon. Peppa, sót dậy đi. Trời sáng rồi con. Ủa, con có ngủ đâu? Nàng tiên răng có tới không con? Không. Con hãy xem dưới gối của con thử xem. Ồ, xem kìa Peppa. Nàng tiên răng đã tới đó. Và để lại một đồng tiền kìa. Hoan hô. Có phải là con đã ngủ quên không? Có lẽ là con chỉ ngủ một chút thôi mà. Lần sau con sẽ ráng thức cả đêm luôn. Và con sẽ gặp được nàng tiên răng. Ngày bảo. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Peppa và George giả ngoại cùng nhau. Nước kem cho cậu nè gấu bông. Cậu nói sao? Mình cảm ơn bạn rất nhiều Peppa. Không có gì đâu gấu bông à. Còn đây là nước cam cho ngài khủng long nè. Ngài nói sao hả? Được rồi, ngài không cần cảm ơn đâu ngài khủng long. Gấu bông và ngài khủng long có muốn ăn bánh quy hay không? Tụi mình không có đói bụng lắm đâu. Nên bếp bè chó có thể ăn hết bánh quy nha. Cảm ơn cậu gấu bông. Ồ, âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy? Peppa, sót, nhanh lên, vô nhà đi các con. Mẹ ơi, sao có tiếng ầm lớn vậy mẹ? Là tiếng sấm sét đó con à. Nghĩa là sắp có một cơn bão với rất nhiều mưa đó con. Mau lên, vào trong nhà trước khi trời đổ mưa nào. Không cần phải sợ đâu, cơn mưa vẫn còn ở rất xa chúng ta mà. Bầu trời càng ngày càng tối hơn. Một cơn bão sắp kéo tới đây. Peppa, sót, hai con lấy hết đồ chơi ở ngoài giường vào chưa vậy? Không làm. Tốt, vậy là ngài khủng long không sao rồi. Gấu bông, con đã quên gấu bông ở ngoài giường rồi. Cậu ấy sẽ bị ướt mất. Đừng lo Peppa, bà sẽ ra đó giải cứu cho gấu bông. Anh phải nhanh lên đó, cơn mưa sắp kéo tới rồi. Anh rất rành về mưa bão mà em. Còn lâu lắm trời mới mưa. Mình đã nói rồi mà. Còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông. Cậu ấy bị ướt nhũng hết rồi. Phải, tội nghiệp gấu bông.
lau khô cho cậu ấy đi. Dạ phải, tội nghiệp gấu bông. Xong rồi đó gấu bông à, khô hết rồi. Vậy còn ba thì sao đây? Bà cũng ướt hết rồi đây nè. Ồ, em xin lỗi anh nha. Để em lau cho anh ha. Lau như vậy đã khô chưa anh? Em nghĩ là được rồi đó. Con mưa đang vào trong nhà mình kìa. Sàn nhà bị ướt hết rồi. Ôi trời, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không cần lo. Heo ba dùng một cái xô để hứng nước mưa. Anh đúng là giỏi thiệt mà. Dễ như ăn bánh vậy. Gì nữa đây? Nhanh lên, mau tìm một thứ khác để hứng nước đi. Con giỏi lắm Peppa. Dễ như ăn bánh vậy. Mẹ ơi, tiếng sấm sét lớn quá. Không sao đâu con gái, con không cần phải sợ. Hay là bây giờ chúng ta đếm giữa tiếng sấm đi. Chúng ta càng đếm được nhiều, nghĩa là cơn bão càng ở xa chúng ta. Một, hai, ba. Được tới ba. Một, hai, ba, bốn, năm. Được tới năm. Cơn bão đang kéo đi xa rồi. Vậy là cơn bão đã đi qua rồi. Cơn bão đã làm cho khu vườn có đầy những vũng bùn. Và Peppa cùng chó thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy trong vũng bùn. Mình thích những cơn bão. Chúng tạo ra những vũng bùn. Thật là thích quá. Tối hôm nay heo mẹ và heo ba có việc sẽ ra ngoài cùng nhau. Heo ông và heo bà tới để trông các heo con cho họ. Con chào bà, con chào ông. Con chào bà, con chào ông. Ừ, chào các cháu của bà. Chào các cháu. Peppa, Sớt, lên giường nhanh đi các con. Được rồi, ngủ ngon nha các con. Tạm biệt, chúc ngủ ngon. Chúc mẹ ngủ ngon, chúc ba ngủ ngon. Các cháu của bà thật là ngoan. Được rồi, các con hãy mau ngủ đi. Dạ thưa mẹ. Các cháu biết nghe lời quá. Heo mẹ và heo ba rời khỏi nhà để đến cuộc hẹn buổi tối. Peppa và Sớt là những đứa trẻ ngoan. Heo mẹ vừa nói một tiếng là lên giường đi ngủ liền. Coi bộ không có gì khó đâu bà. Chót, chót, em còn thức hay không? Có lẽ chúng ta nên lên lầu xem thử đi bà. Peppa, Sớt, hai con còn thức hả? Ủa, tụi nhỏ đang ngủ mà. Kỳ lạ thiệt đó. Thì ra không phải Peppa và Sớt gây ra những âm thanh ồn ào hồi nãy đâu. Bây giờ không nghe thấy gì nữa hết. Chắc là bọn trẻ thật sự đã ngủ rồi đó bà. Thôi chúng ta xem tivi tiếp đi ha. Xin chào. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về hoa hồng. Ồ, tôi rất thích những chương trình về làm vườn này đó. Hoa huyền bích là một loài hoa hồng có rất nhiều gai. Để cắt tỉa nó, ta phải bắt đầu từ phần trên.
sau đó thì ngắt bớt những chồi non. Bà ơi! Peppa, George, sao hai con vẫn còn chưa ngủ nữa vậy? George và con không buồn ngủ gì hết. Cho tụi con xem tivi được không bà? Ừ, cũng được. Chắc là xem tivi một chút, các con sẽ buồn ngủ liền đó. Hoa hồng Iceland rất được những nhà làm vườn yêu thích vì vẻ đẹp của chúng, nhưng chúng cũng dễ bị héo trong môi trường ôn hòa. Chương trình này xem chán quá hả chớp? Ông ơi, ông có thể chơi trò tung tụi con lên rồi chụp lại có được không ông? Cũng được, nhưng mỗi đứa một lần thôi đó nghe. Hình như là con nặng hơn trước rồi đó. Bây giờ tới lượt sót nha. Tới lượt con. Cao nữa. Nè các con, hình như là heo ông đó hơi mệt rồi đó. Con biết rồi. Hay là chúng ta chơi trò đuổi bắt đi bà. Bà bị, bà bắt tụi con đi bà. Đứng lại, đứng lại. Bà sẽ bắt các con. Đứng lại đi. Lúc này heo mẹ và heo ba đã về đến nhà. Em mong là các con của chúng ta đang ngủ. Xin chào, có ai không? Bọn trẻ đều đang ngủ rồi, và hai người lớn cũng vậy. Hôm nay cả Peppa và George thấy rất háo hức. Chắc vì tuyết đang rơi bên ngoài. Mẹ ơi, tụi con ra ngoài chơi tuyết được không hả mẹ? Được, nhưng bên ngoài đang rất lạnh đó con, nên con phải mặc cho thật ấm. Hắn hơn. Và đừng quên màn nón, khăn choàng và găng tay nha. Ở bên ngoài đang rất lạnh, Peppa và George phải mang nón len, khăn choàng và găng tay. Peppa và George đang tạo ra những dấu chân trên tuyết. Peppa và George rất thích tạo những dấu chân trên tuyết. Ôi trời! Không có gì vui đâu George. Peppa đã là một quả cầu tuyết. Peppa và George đang chơi trò ném tuyết rất vui. George, quay lại đây đi chú heo nhỏ. Ôi trời, xem ra trò chơi ném tuyết này có hơi quá mức rồi đây. Xin lỗi chớp. Chớp, chúng ta làm người tuyết đi. Peppa và George cùng nhau làm người tuyết. Đầu tiên là làm phần thân. Chớp, đây là phần thân của người tuyết. Giờ là phần đầu của người tuyết. Bây giờ chúng ta cần đôi tay, đôi mắt và miệng. Chó tìm được cành cây để làm cánh tay cho người tuyết. Còn Peppa thì tìm được đá để làm mắt và miệng cho người tuyết. Đây là mặt của người tuyết. Bây giờ người tuyết cần một cái mũi. Peppa lấy một củ cà rốt để làm cái mũi cho người tuyết. Người tuyết có vẻ đang rất hạnh phúc, nhưng có thể cậu ấy hơi bị lạnh. Người tuyết cần
để giữ ấm cho bạn ấy. Vậy là chốt đi lấy đồ để giữ ấm cho người tuyết. Đó, người tuyết đã có nón len và khăn quàng với găng tay. Mẹ ơi, mẹ ơi, ra nhìn nè. Heo mẹ đi ra cùng trang phục, nón, khăn quàng và găng tay. Đây là người tuyết tuyệt nhất mà mẹ từng nhìn thấy đó các con à. Heo ba có vẻ đang rất lạnh. Ông ấy không mang theo nón, khăn choàng và găng tay. Ba ơi, sao ba không đội nón lên, khăn choàng và găng tay? Ba không biết chúng ở đâu nữa. Ba không tìm thấy chúng ở đâu hết. Mẹ nghĩ là mẹ biết nón, khăn choàng và găng tay của heo ba ở đâu rồi. Nón, khăn choàng và găng tay của heo ba đang ở trên người tuyết. Chị họ Chloe. Như mỗi ngày, Peppa và George đang chơi trong vườn. Ném cho chị đi, George. Em ném mạnh quá rồi đó, George à. Cho nên theo luật thì chị thắng. Giờ tới lượt chị. Chị lại thắng nữa rồi. Peppa, George, hôm nay chị họ của các con là Chloe sẽ tới nhà mình chơi đó. Chị họ Chloe tới. George, vì chị Chloe đã lớn rồi giống như chị, nên nếu chị ấy không muốn chơi với em thì em cũng đừng buồn nha. Bà nghĩ chị Chloe sẽ chơi với cả hai con mà. Chị Chloe tới. Hôm nay heo cô đưa heo Chloe tới nhà Peppa để chơi. Chloe là chị họ của Peppa và George, và Chloe lớn tuổi hơn Peppa và George một chút. Em chào chị Chloe. Chào em Peppa, chào em George. Các con chơi vui nha. Các em có muốn chơi trò chơi không? Dạ có, chơi đuổi bắt đi chị. Peppa rất thích chơi trò đuổi bắt. Em vẫn còn chơi trò đuổi bắt sao? Đó là một trò chơi con nít mà. Ừ, tụi em hay chơi trò đuổi bắt vì George thích chơi trò đó thôi. Được rồi, vậy thì chơi gì George? Tụi em muốn chơi theo đúng luật hay là chơi theo luật của con nít đây? Chơi đúng luật đi. Để chị trước. Em bị rồi đó Peppa, em phải đuổi theo chị đây. Vậy là Peppa đã bị, cô bé phải đuổi theo Chloe và George. Chị đây nè. George, chị sẽ bắt được em dễ thôi. Em nhỏ xíu thôi mà. Vậy là không công bằng. Chị đang giúp em George. Bởi vì George vẫn còn rất nhỏ. Hay là em muốn chị giúp em? Không, em không cần ai giúp đâu. Em là người lớn giống như chị rồi mà. Vậy thì cố lên đi Peppa, bắt được chị đây. Không bắt được rồi. Chơi trò này chán quá đi. Chúng ta chơi trò khác được không chị? Cũng được. Chị biết có một trò rất là hay cho những đứa trẻ lớn. Nó được gọi là trò cáo già. Cáo già? Em muốn chơi trò cáo già đó. Mà cáo già là gì? Trong trò này sẽ có một người đóng vai cáo già và người khác phải cố tới gần người đó. Để em muốn làm cáo già. Và Peppa đóng vai cáo già. Khi cô bé quay lưng lại, những người khác sẽ tới gần cô bé. Nhưng nếu Peppa quay lại và thấy ai đang cử động, họ sẽ phải quay về điểm xuất phát. Chớp, chị thấy em rồi, em phải quay về điểm xuất phát. Bắt được em rồi, chị thắng. Nhưng chị tới trước khi em kịp chuẩn bị. Theo luật chị có thể di chuyển tùy thích. Có đúng vậy không Josh? Bây giờ tới lượt Chloe được làm cáo già. Peppa và George phải cố gắng đứng thật im. Peppa, chị thấy em rồi nha. Về điểm xuất phát. Thật là không công bằng. Chị nhìn lâu quá. Theo luật thì chị được quyền nhìn bao lâu cũng được hết. Về điểm xuất phát nhanh đi. Và George là người chiến thắng. Chúng ta chơi trò khác được không chị? Được thôi, nhưng miễn nó là trò chơi của người lớn nha. Em biết rồi, chúng ta chơi trò yêu thích của em nha. Nó cũng dành cho người lớn. George, em biết trò mà Peppa đang nói là cái gì không? Thì ra trò chơi yêu thích của Peppa là nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. George, nếu em muốn nhảy trong những vũng bùn, em phải mang ủng của mình. Em
cũng có chuẩn bị cho chị nữa nè, chị Chloe. Nhưng chị lớn rồi nên chị sẽ không nhảy trong vũng bùn nữa đâu. Ờ, em cũng vậy. Nhưng mà chó thì thích nhảy trong vũng bùn. Ở trong lòng, Peppa cũng muốn nhảy trong vũng bùn, nhưng cô bé muốn ra vẻ người lớn. Mà nghe có người nhảy trong vũng bùn phải không? Heo ba và heo mẹ đang mang ủng của mình và họ thích nhảy trong vũng bùn. Nhìn có vẻ vừa quá. Phải, nhìn rất là vui. Có lẽ là có một luật nói là người lớn cũng có thể nhảy trong vũng bùn đúng không? Phải, chắc chắn là có rồi. Con nữa. Vậy là Peppa và Chloe cũng thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người ai cũng thích nhảy trong vũng bùn, người lớn cũng thích như vậy. Ngày hội trường. Hôm nay là ngày lễ hội của trường. Peppa rất thích tham gia buổi lễ. Đây là các bạn của Peppa: mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Chào các bạn. Chào Peppa. Mình rất thích ngày hội của trường. Mình cũng vậy. Các cậu thích gì nhất? Là trò vẽ mặt á. Mình thì thích bong bóng nhất. Còn mình thì thích lâu đài hai nhất. Mình thích tất cả. Một lựa chọn tốt đó Peppa. Lát nữa gặp lại nha Peppa. Lát nữa gặp lại. Cho, con thích gì nhất hả con? Hấu lòng. Ôi trời, ở chỗ này không có khủng long cho con đâu, Gió. Có thể chúng ta sẽ tìm được một chú khủng long bong bóng. Anh có chắc ở đây có bong bóng khủng long không, heo ba? Anh chắc chắn là có. Con và chó có thể đi vẽ mặt được không hả ba? Tất nhiên rồi. Cô thỏ vẽ cho các bạn của Peppa thành những chú hổ. Xong rồi đó Suzy, bây giờ con giống một nàng hổ rồi. Con cảm ơn cô thỏ nhiều. Mình thích hình vẽ của bạn Suzy. Bạn là một chú mèo đúng không? Không, mình là một nàng hổ. Peppa, con có muốn vẽ mặt hay không? Dạ có. Con muốn làm một chú voi. Không được, cô không biết cách vẽ con voi rồi. Cô có thể vẽ hổ thôi. Dạ được, cô vẽ được không cô? Được rồi đó Peppa, con đã là một nàng hổ rồi. Mình là một con hổ. George, con muốn trở thành gì nè? Khủng long. Là khủng long sao? À, hay là hổ đi được không? Cô rất giỏi vẽ hổ. Chị là hổ nè. Mình cũng vậy. Miau. Hổ đâu có sữa gâu gâu. Sao cậu biết vậy? Vì hổ là một chú mèo lớn mà. Miau. Và mình là mèo. Candy, cậu chỉ tụi mình cách làm hổ được không? Được thôi. Hổ sẽ rình rập con mồi từ từ như vậy nè. Sau đó sẽ nhảy ra. Và hổ thích tự liếm sạch toàn thân của mình. Nhưng hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là... Xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó coi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đi? Hấu lòng. Phải rồi, chúng ta phải tìm bong bóng khủng long cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương. Chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được. Tôi có rất nhiều màu nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình ra được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo, bong bóng sư tử, bong bóng khỉ con, bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi, chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Ôi trời ơi, hiện giờ tôi không có cái bong bóng khủng long nào hết. Làm sao đây heo ba? Ồ. Cho con đừng khóc nữa, bà có một ý này. Tôi lấy hai cái bong bóng dài được không cô? Được rồi, mọi người hãy xem đây. Heo ba đang làm cái gì với cái bong bóng dài vậy cả? Xong, mọi người đoán được đây là gì không? Có phải là kangaroo không ạ? Không, nó là... Hổ lòng.
Đúng rồi, một chú khủng long. Heo ba đã làm một chú khủng long từ bong bóng. Không làm. Chúng ta đến lâu đài kia đi. Peppa rất thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Mọi người đều thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Đây là ngày hội trường tuyệt vời nhất. Săn báo vật. Hôm nay heo bà và heo ông làm trò săn báo vật cho Peppa và George chơi. Heo bà thì đang vẽ bản đồ kho báu, trong khi đó heo ông thì chôn báu vật ở một chỗ bí mật trong giường. Heo ông ơi, ông làm xong chưa? Peppa và George sắp tới rồi đó ông à. Bà không cần phải lo, bà yên tâm đi. Peppa và người nhà đã tới. Nhanh lên đi heo ông ơi, chúng tới rồi nè. Sắp xong rồi. Cũng may heo ông vừa hoàn thành kịp đây lúc. Là xong rồi. Con chào bà, tụi con tới rồi. Con chào bà. Chào các cháu yêu quý của bà. Con chào ông. Con chào ông. Chào mấy đứa nha, các con có khỏe không? Peppa, George, hai đứa có muốn chơi trò săn kho báu không? Ở đâu đó trong vườn này đang chôn một kho báu đó các con. Wow, kho báu sao? Nó ở đâu vậy ông? Các con phải là người đi săn tìm. Đây là bản đồ kho báu nè Peppa. Và Jock có thể đội cái mũ cướp biển của ông. Xin chào thuyền trưởng Jock. Nhưng mà cái bản đồ này khó hiểu quá. Ba giúp con đọc được không? Tất nhiên rồi Peppa, bà rất giỏi xem bản đồ. Đúng là hơi khó hiểu thật. Heo ba à, con cầm cái bản đồ bị lộn ngược rồi kia kìa. Con cũng nghĩ vậy. Dễ thôi mà, dấu chéo chắc chắn là chỗ chứa kho báu. Vậy còn hai cây táo đó ở đâu trong khu vườn này? Con không biết nữa. Con có cần gợi ý hay không? Dạ có. Manh mối thứ nhất ở trong một cái chai. Nhưng cái chai đó ở đâu đây ta? Con thấy nó rồi. Peppa đã thấy manh mối đầu tiên rồi. Một lời nhắn trong một cái chai. Mọi người nhìn nè, cái chai nằm ở đây. Làm tốt lắm Peppa. Để xem lời nhắn nói gì đây nha. Nó là lời nhắn từ một cúp biển. Mẹ ơi, mẹ đọc lời nhắn của cúp biển giùm con được không? Nhưng chữ viết của cúp biển này xấu quá. Không đâu, chữ viết của cúp biển rất đẹp mà. Con không đọc được chữ nào hết. Cúp biển đã viết rất rõ ràng, hãy đi theo mũi tên. Đi theo mũi tên hả ông? George đã tìm thấy manh mối thứ hai rồi. Những cành cây ghép thành mũi tên. Nhìn kìa, nó chỉ đi hướng này. Peppa và George nhanh chóng đi theo mũi tên. Peppa đã tìm thấy manh mối tiếp theo, một cái chìa khóa. Làm tốt lắm Peppa. Bây giờ con chỉ cần tìm hòm kho báu nữa thôi, rồi mở nó ra là được. Nhưng con không cần manh mối nào để tìm nữa. Chắc là con nên nhìn lại bản đồ một lần nữa. Coi đi Peppa, bản đồ có vẽ hai cây táo nè con. Ở đây có một cây táo nè. Ở bên này cũng có một cây táo. Nên chắc chắn kho báu sẽ ở đây. Nào thử xem nào. Ôi trời, ở đây hình như không có gì hết con à. À khoan đã, có gì đó ở đây nè. Wow, kho báu. Wow. Con giỏi lắm. Con có chìa khóa để mở ra nè. Wow, thật không thể tin được. Những đồng tiền vàng, chắc là chúng rất đáng giá đây. Chúng còn hơn như vậy nữa. Chúng không phải là những đồng tiền vàng bình thường. Chúng là những đồng tiền vàng sô-cô-la. Và ở đây có đủ đồng tiền vàng sô-cô-la cho tất cả mọi người. Peppa và George rất thích những đồng sô-cô-la. Mọi người đều thích đồng sô-cô-la. Ông ơi, bà ơi, đây là cuộc săn tìm kho báu tuyệt nhất. Quần áo.
Một hôm Peppa và George đang chơi trong phòng của ba mẹ mình. Cái gì đây? Và Peppa tìm được một thùng đựng quần áo cũ. Wow! Đây là nón của ba nè. Còn đây là váy của mẹ. George, chúng ta mặc vào rồi chơi vào đóng giả ba mẹ đi em. Em đội nón của ba nha. Và mặc áo khoác của ba luôn. Xin chào heo ba. Giờ tới lượt chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heo ba ơi, giày của heo ba đâu rồi? Chị phải mang giày đây. Bây giờ chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. À ha. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con Rót. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. Chót. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Đi thôi heo ba, tới lúc anh làm việc rồi. Tạm biệt heo mẹ và heo ba nha. Tạm biệt. Lúc đó heo ba đang đào hố trong sân. Chào con Peppa, chào con chú. Con không phải Peppa, con là heo mẹ. Và đây là heo ba. Hôm nay heo ba tới đây để làm việc. Anh thật là siêng năng đó heo ba. Nhưng hãy cẩn thận, cái hố này rất là sâu. Và mong là heo ba không phải đang mặc bộ đồ đẹp nhất để làm công việc đào hố. Mình cũng muốn rống một tiếng lớn như vậy. Có kem đây mọi người. Kem kìa. Peppa, Rót, hai con cần phải bỏ bộ đồ dính bùn trước khi ăn nha. Con là heo mẹ và đây là heo ba. Có chắc không? Dạ chắc. Vậy Peppa và Rót đâu rồi? Con không biết. Vậy thì tiếc quá, chỉ có món kem chúng thích nhất ở đây nè. Nếu không tìm ra chúng thì... Con đây nè. Peppa, Rót, các con đây rồi. Dạ phải thưa mẹ, tụi con chỉ giả làm ba mẹ một chút thôi. Con đã lừa được ba mẹ ha. Nàng tiên văn. Peppa và George đang ngồi ăn món mà mình thích nhất, món mì ống. Thật là nhiều tiếng động. Con ăn xong rồi. Bây giờ thì được yên tĩnh rồi. Cái gì vậy? Là một cái răng. Nó đâu ra vậy ba?
Peppa, có lẽ con nên nhìn vào trong gương đi. Đó là răng của con. Nó rơi ra rồi. Con đừng lo Peppa, chỉ là răng sữa thôi. Rụng là bình thường. Con có mọc ra cái răng mới không mẹ? Có, con đừng có lo Peppa. Nó cũng có nghĩa là nàng tiên răng sẽ tới thăm con đó Peppa. Nàng tiên răng là sao? Đúng là nàng tiên răng. Nếu tối nay con đặt cái răng ở dưới gối của mình, vậy thì nàng tiên răng sẽ tới. Nàng tiên răng sẽ lấy cái răng đó và đổi lại, tiên răng sẽ để lại một đồng tiền. Khi lớn lên, con muốn trở thành một nàng tiên răng. Còn con muốn trở thành gì khi lớn lên hả George? Hậu làm một chú khủng long à. Nhanh lên chó, tới giờ đi ngủ rồi. Chúng ta cùng đợi nàng tiên răng tới. Trước khi lên giường ngủ, Peppa và George phải chà răng của mình. Peppa, con đang làm gì vậy? Con đang chà răng của mình. Nó phải thật sạch sẽ, vì nàng tiên răng sẽ lấy nó. Peppa rất nóng lòng lên giường mình. Rồi Peppa cũng để răng của mình ở dưới gối cho nàng tiên răng. Ngủ ngon Peppa và George. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha hai chú heo nhỏ. Chó, chị sẽ không ngủ đâu. Hai chúng ta phải thức cả đêm nha. Chúng ta phải đợi nàng tiên răng. Sao mà lâu quá vậy nè? Nàng tiên răng chắc mất rất nhiều thời gian để tới đây. Nàng tiên răng đâu rồi ta? Âm thanh gì vậy? Có phải là nàng tiên răng không? Chót, em nghe thấy gì không? Ôi chót. Ờ, âm thanh là của chót. Cậu ấy mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Em chót đúng là không dở thức khuya cho lắm. Nhưng mình thì có. Mình sẽ ráng thức đến khi nàng tiên răng tới. Mình không có ngủ đâu. Bây giờ nàng tiên răng đã tới rồi. Nhưng Peppa đã ngủ mất rồi. Xin chào Peppa. Cậu có muốn đổi đồng tiền này với răng của cậu không? Thật là một cái răng sạch sẽ. Cảm ơn Peppa. Chúc ngủ ngon. Peppa, sót dậy đi, trời sáng rồi con. Ủa, con có ngủ đâu? Nàng tiên răng có tới không con? Không. Con hãy xem dưới gối của con thử xem. Ồ, xem kìa Peppa, nàng tiên răng đã tới đó và để lại một đồng tiền kia. Hân à. Có phải là con đã ngủ quên không? Có lẽ là con chỉ ngủ một chút thôi mà. Lần sau con sẽ ráng thức cả đêm luôn. Và con sẽ gặp được nàng tiên răng. Ngày bão. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Peppa và George dã ngoại cùng nhau. Nước kem cho cậu nè gấu bông. Cậu nói sao? Mình cảm ơn bạn rất nhiều Peppa. Không có gì đâu gấu bông à. Còn đây là nước cam cho ngài khủng long nè. Ngài nói sao hả? Được rồi, ngài không cần cảm ơn đâu ngài khủng long. Gấu bông và ngài khủng long có muốn ăn bánh quy hay không? Tụi mình không có đói bụng lắm đâu, nên Peppa và chó có thể ăn hết bánh quy nha. Cảm ơn cậu gấu bông. Ồ, âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy? Peppa, George, nhanh lên, vô nhà đi các con. Mẹ ơi, sao có tiếng ầm lớn vậy mẹ? Là tiếng sấm sét đó con à. Nghĩa là sắp có một cơn bão với rất nhiều mưa đó con.
Mau lên, vào trong nhà trước khi trời đổ mưa nào. Không cần phải sợ đâu, cơn mưa vẫn còn ở rất xa chúng ta mà. Bầu trời càng ngày càng tối hơn, một cơn bão sắp kéo tới đây. Peppa, Rót, hai con lấy hết đồ chơi ở ngoài giường vào chưa vậy? Không làm. Tốt, vậy là ngài khủng long không sao rồi. Gấu bông, con đã quên gấu bông ở ngoài giường rồi, cậu ấy sẽ bị ướt mất. Không được lo Peppa, bà sẽ ra đó giải cứu cho gấu bông. Anh phải nhanh lên đó, cơn mưa sắp kéo tới rồi. Anh rất rành về mưa bão mà em, còn lâu lắm trời mới mưa. Mình đã nói rồi mà, còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông, cậu ấy bị ướt nhũng hết rồi. Phải, tội nghiệp gấu bông, lau khô cho cậu ấy đi. Dạ phải, tội nghiệp gấu bông. Xong rồi đó gấu bông à, khô hết rồi. Vậy còn ba thì sao đây? Bà cũng ướt hết rồi đây nè. Ồ, em xin lỗi anh nha, để em lau cho anh ha. Lau như vậy đã khô chưa anh? Em nghĩ là được rồi đó. Ồ, con mưa đang vào trong nhà mình kìa. Sàn nhà bị ướt hết rồi. Ôi trời, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không cần lo. Heo ba dùng một cái xô để hứng nước mưa. Anh đúng là giỏi thiệt mà. Dễ như ăn bánh vậy. Gì nữa đây? Nhanh lên, mau tìm một thứ khác để hứng nước đi. Con giỏi lắm Peppa. Dễ như ăn bánh vậy. Mẹ ơi, tiếng sấm sét lớn quá. Không sao đâu con gái, con không cần phải sợ. Hay là bây giờ chúng ta đếm giữa tiếng sấm đi. Chúng ta càng đếm được nhiều, nghĩa là cơn bão càng ở xa chúng ta. Một, hai, ba. Được tới ba. Một, hai, ba, bốn, năm. Được tới năm. Cơn bão đang kéo đi xa rồi. Vậy là cơn bão đã đi qua rồi. Cơn bão đã làm cho khu vườn có đầy những vũng bùn. Và Peppa cùng chó thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy trong vũng bùn. Mình thích những cơn bão.